Ngày 28 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thắng, 29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, giám đốc một công ty vàng bạc để điều tra hành vi lừa đảo hàng loạt thợ gia công, chiếm đoạt 987 lượng vàng 18k, tương đương hơn 35 tỷ đồng. Theo hồ sơ, Thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng, có địa chỉ tại khu dân cư Cổ Chiên, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, Thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty mình được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài để tuyển chành thợ gia công vàng nữ trang 18K. Thắng đặt ra điều kiện công ty Huỳnh Thắng sẽ giữ lại 30% vàng trên tổng số vàng mà Chanh thợ giao. Thắng cam kết sẽ hoàn lại cho Chanh thợ trong thời gian một tháng. Sau đó, Thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của 18 chanh thợ thành vàng khối với tổng số gần 987 lượng vàng 18k, tương đương hơn 35 tỷ đồng. Thắng chiếm đoạt toàn bộ tài sản này để sử dụng cá nhân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi ai là nạn nhân của Thắng đến số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.